Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đốc đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, ngày 8 tháng 6 năm 2023, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 đã phát đi thông báo số 07 về việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Thông báo đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành địa phương và ấn định thời gian tiến độ phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng rất cụ thể. Với dự án cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên thuộc địa bàn thị xã Mỹ Hào, mốc thời gian phải hoàn thành giải phóng mặt bằng là trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Vậy các địa phương của thị xã Mỹ Hào đã và đang thực hiện nhiệm vụ này ra sao? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Mới hơn 7 giờ sáng, mặt trời đã chói chang. Dù là ngày nghỉ thứ bảy, nhưng các cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng cán bộ chuyên môn, cấp ủy, chính quyền phường Phùng Chí Kiên và tổ dân phố Tứ Mỹ đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ kiểm đếm diện tích cần giải phóng mặt bằng thuộc cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên. Ông Lê Văn Nghinh, năm nay đã 80 tuổi, nhà ông có diện tích đất đang sử dụng phải giải phóng mặt bằng cho cụm công nghiệp này rất hăng hái, nhanh nhẹn, chỉ dẫn các cán bộ chuyên môn đo đạc, kiểm đếm diện tích đất và tài sản trên đất của mình. Miễn là làm sao khi thi công các thứ là có một cái đường thoát nước cho nó, gọi là để cho mưa gió nó khỏi động, khỏi úng, để bảo đảm cho cái đời sống của dân địa phương, tức là ai cũng như ai, tức là chứ còn tất cả các thứ thì không có vấn đề gì cả, chỉ có ủng hộ và ủng hộ. Đây là xưởng sản xuất gạch không nung của cựu chiến binh Nguyễn Tuấn Thực. Và đây là khu chuồng trại chăn nuôi lợn mà ông Thực đã dừng chăn nuôi khi có thông báo về dự án. Đó là tài sản, là cuộc sống mà ông đã gắn bó 33 năm trên mảnh đất rộng hơn 1 hectare do thầu khoán với trại chăn nuôi 35 cũ, nay do phường Phùng Chí Kiên quản lý. Được cấp ủy, chính quyền địa phương thông tin đầy đủ về dự án cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên, nên gia đình ông đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bàn giao đất cho dự án. Hợp đồng của tôi thì hãng còn đến hết năm 2025. Thế thì vừa rồi nó được cái thông tin là coi như là cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên về trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên. Sau khi tôi nghe được cái thông tin đó thì tôi cũng cùng với gia đình cũng thống nhất cao, tức là sẽ tạo mọi điều kiện để cho dự án về. Khi mà được bồi thường hỗ trợ thì gia đình nhận được tiền các thì nhanh chóng, tức là cũng tháo dỡ theo đúng chủ trương của đảng để trả lại mặt bằng cho cục công nghiệp. Không chỉ riêng gia đình ông Thực mà các hộ dân nằm trong khu tập thể trại chăn nuôi 35 cũ cũng đều đồng thuận bàn giao đất cho dự án. Ở khu tập thể trại chăn nuôi 35 thì có gồm có hai khu tập thể, một khu tập thể trên thì là gồm có 30 hộ dân là nằm vào trong cái dự án cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên, và một khu tập thể ở dưới là có khoảng 6 hộ dân là nằm vào trong cái dự án cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên. Thì về cơ bản là các hộ dân ở hai khu tập thể là cũng đồng thuận và nhất trí cao với dự án và sẽ hứa là sẽ đảm bảo tốt cái công tác giải phóng mặt bằng để cho dự án sớm được tiến hành xây dựng. Sau khi ủy ban phường nhận được thông báo số 07 của ủy ban tỉnh về các dự án trọng điểm thì ủy ban phường Kiên đã triển khai như là tổ chức họp dân để ký các tờ khai và cũng tuyên truyền vận động họ thực hiện theo pháp luật, theo nghị định 47 và quyết định 03 của ủy ban tỉnh. Đồng thời ủy ban phường cũng ngày hôm nay là ngày thứ bảy thì ủy ban phường cũng đang cùng phối hợp với cả trung tâm phát triển quỹ đất để kiểm đếm đo đạc và quy chủ. Với cái nhiệm vụ trọng chính trị trọng tâm này thì phường sẽ cam kết hứa sẽ quyết tâm đến 30/9 bàn giao mặt bằng cho cụm công nghiệp Phùng Kiên. Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên có tổng diện tích 50 ha thuộc địa bàn của 3 phường xã. Ngoài 1,6 ha của phường Phùng Chí Kiên nêu trên, thị xã Xuân Dục có hơn 8,5 ha. Đến thời điểm này đã có 62 trên 64 hộ đồng thuận ký xác nhận diện tích và đang được thị xã Mỹ Hào lập phương án bồi thường hỗ trợ. Riêng phường Bạch Sam có tới 38 ha đất liên quan đến 254 hộ dân cần thu hồi. Đến nay, phường mới vận động được 18 hộ di rời được 21 ngôi mộ ra khu nghĩa trang tập trung và còn 7 ngôi vẫn chưa di rời. Mặt khác, do công tác quản lý lưu giữ hồ sơ đất đai trước đây sơ sài, việc dồn thửa đổi ruộng chia theo định suất không đồng đều
nên phường buộc phải tiến hành thêm một bước ngoài quy trình là rà soát hồ sơ và niêm yết công khai diện tích của từng hộ dân theo tài liệu dồn thửa đổi ruộng năm 2003 để nhân dân xác nhận. Mắt là bây giờ mới là rà soát toàn bộ cái diện tích ruộng ở các xứ đồng của các gia đình, các hộ từ xưa đến nay được chia theo cái định suất nhân khẩu. Nếu mà đúng như thế thì là sẽ chấp nhận. Thế còn nếu sai thì có ý kiến để sau này là bên dự án quỹ đất với cả tổ phường với lại tổ dân phố sẽ chỉnh sửa cho đúng hợp vào với cả cái diện tích của mình. Riêng gia đình tôi là đủ, dân thì thiếu ít thôi. Tôi cũng tuyên truyền là đây người ta thu hồi ruộng đất, toàn dân phải bảo nhau mà ký đi. Qua trao đổi, chủ đầu tư thực hiện dự án cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên đã rất tích cực phối hợp với thị xã Mỹ Hào và các phường xã. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được như mong đợi. Về tiến độ thì án thì có thể là chậm so với cách đề ra. Thì ngày tháng 4 năm 2022 thì thị xã Mỹ Hào đã giao trồng cái đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án. Nên đến 22 tháng 7 năm 2022 thì chủ tư đã được Thủ tướng chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để triển khai dự án. Đến nay thì cũng là một bằng giải phóng được khối lượng thì cũng là rất là căng về tiến độ. Cũng đề xuất là thị xã Mỹ Hào cùng các phường xã giúp phối hợp để cùng tạo kiện để chủ tư để nhanh tiến độ sắp mặt bằng. Với công ty chúng tôi đấy thì đã chuẩn bị các phương án về tài chính. Thì khi mà có được cái về hồ sơ pháp lý về dân đồng thuận với cả thị xã Mỹ Hào ra quyết định chủ đất thì chúng tôi sẽ chi trả theo đúng cái thời gian tiến độ đã được duyệt. Có thể thấy, sau hơn một năm triển khai dự án, nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên đang diễn ra khá chậm. Trong khi đó, mốc thời gian tiến độ tại thông báo số 07 của Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 giao cho thị xã Mỹ Hào phải hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Nếu không có sự quyết tâm cao, nguy cơ dự án cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên khó đúng hạn là hoàn toàn có thể xảy ra. Chuyên mục tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.